trong bản tin thời sự quốc phòng ngày 13 tháng 9 năm 2022 trên kênh Quốc phòng Việt Nam hình ảnh cho thấy viện thiết kế tàu quân sự đang thiết kế một lớp tàu đổ bộ mới tương đối giống như lớp tàu đổ bộ hùng vương cũ. Tuy nhiên, qua so sánh thiết kế và tàu năm hay hai thuộc lớp hùng vương đang trang bị trong hải quân nhân dân Việt Nam cho thấy có nhiều điểm khác biệt. Điều này chỉ ra rằng đây là một lớp tàu khác với lớp hùng vương.